Em là Đinh Thị Tuyết Nhài, hôm nay em 26 tuổi. Em sinh ra ở Thái Bình và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhài đang làm công việc gì? Em làm may trong một xưởng may tư nhân. Rồi, em nay giới thiệu đi. Dạ, em xin chào chương trình ạ. Chào chị Cát Tường và chào bạn gái dễ thương bên đó. Em tên là Nguyễn Đình Tiến ạ. Năm nay em sinh năm 1986 ạ. 34 tuổi ạ. 34. À. Quê gốc thì ở Hải Dương, nhưng mà em sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Mình đang làm công việc gì? Nhân viên giao nhận hàng hóa. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Nhài? Điểm mạnh của em là em thích chăm sóc người thân, thích biết quan tâm chia sẻ, biết chăm sóc cây cối. Điểm yếu của em là nhút nhát trước đám đông, có thể là hơi nóng tính một xíu ạ. Hiện tại em đang sống với ai? Dạ, hiện tại thì em đang sống với chị họ của em ở xưởng máy á. Ở đó thì em có chăm sóc mấy cây cảnh. Lúc trước em có nuôi con chó nhưng mà hôm nay nó mất rồi. Qua đời rồi, dạ. Giờ buồn không chăm sóc ai nữa hết. Dạ. Bây giờ đang có nhu cầu tìm một người để chăm sóc tìm một người để chăm sóc. Còn em? Em thì nói chung là em là một người là khá là nhút nhát ạ. Trong công việc thì nói chung là em cũng có hay quên nữa. Trời ơi, bên đây cũng nhút nhát rồi, bên đây cũng nhút nhát rồi. Bây giờ trong tình yêu ai sẽ là người mạnh mẽ, ai sẽ là người tấn công đây? Dạ. Tại em nha. Dạ, dạ. À, hiện tại là em đang ở đâu? Dạ, em đang ở quận 12 ạ. Quận 12 ở với ai? Em đang ở một mình. Một mình? Là nhà trọ hay là gì? Dạ, có nhà riêng chị. Có nhà riêng rồi, trời ơi, giỏi quá vậy. Em vào đây lâu chưa mà có nhà riêng rồi? Em vào được khoảng 16 năm rồi ạ. Ngôi nhà riêng ở quận 12 đang cần người chăm sóc. Em ở quận mấy? Dạ em ở quận Tân Bình cũng Tân Bình. Dạ. Tân Bình qua quận 12 cũng là gần chạy chút xíu là tới rồi. Vậy là nhanh rồi ha, được rồi đó. Tình trường. Dạ em trải qua hai mối tình rồi, một mối tình cuối là cách đây 3 năm rồi. Điều kiện em ở xa mà người đó không có được. Em thì từ trước giờ em mới trải qua hai mối tình thôi ạ. Cái tình sau nè. Tình sau này thì thực tế là em đã lập gia đình rồi, được một năm rồi. Lập gia đình rồi? Dạ, nhưng mà em chưa có đăng ký kết hôn, cưới nhau thì được vài 4 tháng rồi. Có làm đám cưới được không? Dạ đầy đủ. Có đám cưới đầy đủ luôn. Dạ. Có cháu nào chưa? Dạ chưa. Và sau này thì nó có những cái bất đồng với quan điểm trong cách sống ấy thì là em thấy không hợp nữa thì bỏ. Nếu như vậy là mình phải rút kinh nghiệm là bây giờ trong tình yêu mình tìm hiểu, mình phải trao đổi nhiều hơn. Dạ. Mình hiểu cho kỹ cái đã. Ủa nhưng mà tại sao lúc đó cưới mà vẫn chưa làm hôn thú? Lý do gì? Tại vì quê của mỗi em thì mỗi người một xa, cưới ngay cũng gần với dịp Tết đó, cho nên em không có giờ mà đấy được. Em có ngại không? Dạ không sao, cái đó là mình, cái duyên số của mình tới đó là nó hết rồi với người đó rồi. Cho nên là bây giờ mình có thể kiếm người nào khác có thể thay thế được. Cả hai phải cởi mở, tại vì hợp hay không mình phải hiểu cho kỹ rồi mình hẳn quyết định, đừng có vội vàng. Ha. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người của bạn trai của em là chín chắn, biết quan tâm, chăm sóc và chia sẻ, không cần đẹp trai cho lắm. Cao 1m65 tới 70 được rồi. Dạ. Thế còn em? Em chỉ cần làm sao bạn gái yêu thương mình thật lòng ạ. Trong cuộc sống thì hai vợ chồng cố gắng làm sao mà chia sẻ công việc cho nhau. Chỉ vậy thôi ạ. Chị thấy em có đem ra mấy tấm hình, trời ơi cái hình này bố ai mà tìm ra được em á. Bây giờ em có thể gợi ý cho cô ấy, cho cô ba cái gợi ý. Ngoại hình của em thì em nghĩ là em chỉ cao khoảng 1m6 trở lên một chút xíu thôi ạ. Cũng hay cười nhưng mà cái giọng kiểu cười thì nó hơi gọi là nhút nhát một chút xíu ạ. Rồi đủ. Em mà tìm được anh là anh nghĩ là anh phục em lắm đó. Khó khó quá hả em? Hai tờ hình lên đâu anh nào, anh này. Trời đất ơi, em đâu? Ủa em đâu? Dạ em đây ạ. Em đó đó hả? Ờ được rồi, bây giờ thì sẽ kéo màn lên. Để cho, bây giờ em cầm luôn đi. Rồi em dòm lại thử coi, cho em chọn lại một lần nữa đó. Mở cửa trái tim. Anh chào em ạ. Tìm đi em. Chào hình này đúng không ạ? Trời ơi, em hay hơn chị rồi. Bạn ấy đoán đúng rồi, hồi nãy đoán sai thôi. Bây giờ chúng ta trò chuyện với nhau tiếp ha. Quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Em có chấp nhận sống thử không? Dạ, sống thử nó cũng là một cái sống hay. Tại vì khi mà mình muốn tiến tới một cuộc hôn nhân hay tiến tới cái gì đó thì mình cũng phải tìm hiểu cho kỹ, sống thử. Em thấy cũng... Thế em thì em nghĩ như thế nào? Em thì em nghĩ sống thử thì nói chung là cũng không hay lắm ạ. Em sống thiệt rồi đó mà em còn lộn nữa đó. Dạ thì đó vậy. Em làm sao là chắc chắn hơn. Dạ thì em sẽ tìm hiểu kỹ hơn rồi em mới tiến tới hôn nhân. Dạ. Nếu mà được thì em muốn chị nào thì mình sẽ tiến tới hôn nhân nữa. Dạ trong khoảng một năm. Một năm. Bây giờ chị sẽ có một trò chơi nhỏ nhỏ dành cho hai bạn nha. Trên tay chị đây là những cái thẻ bài, ở trong này nó có những cái yêu cầu
vui thôi. Các bạn bóc trong này ra, yêu cầu làm gì thì các bạn sẽ làm cái nấy. Mời em trai. Mình chọn màu đỏ ạ. Hãy thể hiện cái gương mặt của bạn lúc làm xấu như thế nào ạ? Rồi. Em xấu nhất là sao? Giận dữ ạ. Vậy thôi ạ. Dữ không em? Chết ra cái tính cách của em nó là như vậy. Để là anh không có dữ. Tới phiên em. Bạn hãy trả lời thật một câu hỏi bất kỳ từ đối phương. Ấn tượng đầu tiên của em mà gặp anh... Nói thật nha, thật nha. Cũng đúng với những gì em suy nghĩ. Cảm ơn em. Vui rồi ha. Dạ. Vui rồi ha. Dạ, rồi bây chị. Giờ ăn trưa đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến giờ ăn trưa rồi. Đói bụng thì không có tâm sự được đâu. À, bữa nay thì chị Tường đã có order, đã có gọi sẵn cho các em một cái món thức ăn nhanh từ cái quán ăn Mr. Stick. À, mình chỉ cần điện thoại, dù mình ở đâu trong thành phố mình điện thoại thì người ta sẽ ship tới cho mình luôn. Và hôm nay chị đã gọi sẵn cho các bạn là món cơm kim chi và bọt khoai tây. Cái này rất là dễ ăn, chắc là phù hợp với hai bạn đây. À, ăn thử rồi cho chị Tường biết cảm nhận của mình nha. Dạ, rồi mời các bạn. Dạ. Có địa chỉ luôn ha, 219 Đề Thám nè, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Cho hai bạn ít phút trò chuyện với nhau rồi chị Tường quay lại. Mời hai bạn. Dạ, anh mời em ạ. Dạ, anh mời. Rồi, em vào trong này lâu chưa? Em vô trong này 6 năm rồi. Anh có hay về quê không? Từ ngày vào trong này giờ anh về được 4 lần ạ. Nếu mà có gì từ ấy thì anh sẽ xin địa chỉ của em rồi mình sẽ gặp nhau. Dạ. Dạ. Anh có thể mời em một miếng được không? Dạ. Cảm ơn. Sau này mình sẽ tình cảm như vậy hơn nữa nha em. Dạ. Anh có ấn tượng gì khi gặp em lần đầu tiên không? Lúc đầu thì nhìn em có vẻ cũng hơi là nhút nhát đấy. Nhưng mà anh nghĩ là sau này ví dụ chúng ta quen nhau rồi thì chúng ta sẽ bày tỏ cái tình cảm của mình nó sẽ mạnh dạn hơn. Anh hy vọng là như vậy. Thì đó cũng là khuyết điểm của em á. Thì trải qua những cái gì mà anh đã vấp ngã rồi thì anh nghĩ là anh sẽ thay đổi, anh sẽ làm được những cái vấn đề đó. Thì anh hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội để tiến tới ạ. Tại gia đình anh ở trong này hết rồi. Bố mẹ anh thì vừa rồi mới ra ngoài Hải Dương lại. Ây, no quá, no quá. Tôi ăn hết phần cơm của tôi rồi đó, mọi người. Em thấy món ăn này sao? Bò khoai tây như thế nào? Dạ em thấy khá là ngon á, thịt bò rất là mềm đấy chị. Bò mềm. Còn em, món ăn hôm nay chị order cho em như thế nào? Rất là ngon kìa. Ngon. Rồi nãy giờ tâm sự với nhau, ngon không? Ngon. Ngon. Bây giờ nè, theo như em nghĩ thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Thì là em nghĩ là người phụ nữ sẽ quản lý sẽ tốt hơn ạ. Quan điểm của em như thế nào về việc sinh con trai hay con gái? Con trai thì hay con gái thì em nghĩ nó cũng bình thường thôi chị. Còn em thì em thích thì là con gái trước thì vẫn hay hơn. Gái trước hay hơn. Thế còn nhà em có đồng ý làm dâu không? Dạ em thích làm dâu. Nói chung là em thích chăm sóc mọi người. Chuẩn để mà làm vợ ha. Gia đình. À bây giờ hai cái phần quà trên bàn này là sao đấy? Dạ thì anh có món quà gọi là cái tấm thành chân thành của anh gửi đến em. Tặng quà trái tim ha. Em có món quà nhỏ tặng anh. Cái này do tự tay em may. Ồ vậy hả? Cảm ơn em. Dạ. Mở ra xem thử. Ngồi xuống đi hai bạn. Còn cái này cái gì đây? Đẹp quá. Hai đứa ngồi tâm sự ha. Dạ. Ngồi như vậy đến già luôn mới được nha. Vâng, đó là một cái áo chị ạ. Đâu, mặc cho thử đi, coi vừa không? Vâng. Trong này còn có một cái chắc là tâm thư quá. Chúc anh cuối tuần vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc. Ngày mới đầy ý nghĩa, tuyết nhài. Rồi bạn vô đi. Ủa mình có nằm mơ thấy người tình trong mộng không? Hay là mình may theo cái nguyện vọng của mình? Dạ em may theo cái nguyện vọng của em. À nguyện vọng của em. Em nghĩ là khá là vừa với em đấy ạ. Chị thấy hơi rộng đó nha. Dạ. Về có cổ chăm sóc sẽ mập hơn. Rồi đẹp trai rồi ngồi xuống đi. Lịch sự ha. Bây giờ là đến cái thời phút quan trọng là hai bạn sẽ quyết định mình có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra cái quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò với nhau, chính thức tìm hiểu. Chứ ở đây không phải là mình bấm nút để tìm một người bạn đi chơi rồi thôi. Thật sự trong lòng mình bây giờ, hiện tại giờ phút này ngồi tại đây, cảm xúc của mình như thế nào? Mời em trai. Nhờ được chương trình là hôm nay anh mới được gặp được em. Thì đây cũng là một nghĩ là anh nghĩ là đó là một cái duyên cái số. Anh hy vọng rằng hôm nay em cho anh một niềm tin từ em nữa và cho anh cơ hội anh có thể là anh xây dựng được cái hạnh phúc cho em nữa. Thì anh hy vọng rằng hai chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi. Em gái có muốn nói gì không? Theo những gì anh nói thì em cảm thấy là ấn tượng, cảm ơn anh. Nếu như anh có suy nghĩ như vậy em cũng mong anh cho em một cơ hội để tụi mình có thể tìm hiểu nhau hơn.
Hai bạn đặt tay vào nút bấm đi. 1 2 3 Rồi mời em qua đây. Nắm tay thật chặt nhé. Và nhớ là đừng buông tay nhau ra. Hãy tìm hiểu, hãy yêu thương, hãy chia sẻ với nhau mỗi ngày để có thể vun đắp cho tình yêu của hai bạn. Chúc mừng hai bạn. Nếu có tin vui gì sớm thì nhớ báo cho chị Tường và chương trình biết nha. Dạ vâng.